Đố ai biết anh phu xe lưỡng thưởng dắt cái xe không ở đa, huyền âm ngã tư đầu phố kia, đi như thế từ bao giờ đấy? Chồng anh ấy có vẻ, đói, khách lắm. Có lẽ thế thật, vì ai lại 8 giờ tối 30 Tết rồi, còn lang thang phố nọ sang phố kia thế? Mà hàng phố, nhà nào nhà nấy đóng cửa cả rồi, còn mấy ai ra ngoài đường làm gì, mà còn hòng một, quốc tất nhiên. Ấy, trả xe cho xong quách, về nhà hú hí với vợ con có hơn không? tội gì. Vợ anh, con anh, đương chờ anh ở cửa đó nọ. Năm hết Tết đến rồi, còn mấy giờ đồng hồ nữa thôi, chứ còn lâu la gì. Ấy, giá trong túi có nặng cái đồng tiền, thì chả phải bảo, anh ta cũng về nhà cho xong quách, việc gì còn phải vơ vẩn vẩn vơ như thế này. Khốn nhưng anh ấy vừa mới ốm dậy, ốm một trận tường người mươi chết, thành ra không những mất một dịp kiếm tiền vào lúc cuối năm, mà bao nhiêu tiền dành dụng trong bấy lâu sạch sành xanh cả bởi vậy hôm nay anh ấy cố vay được cái vốn để đi mua xe kiếm bữa gạo để ăn tết quái không hiểu cái ngày nay là ngày gì mà từ chiều đến bây giờ anh ấy mới được có hai hào chi ban chiều khách áo gấm áo nhung đi nhan nhản ở đường mà mời mỏi miệng cũng không có một ai lên xe nữa là bây giờ bực nhất là thỉnh thoảng lại lẹt đẹt tràng pháo nổ làm cho anh ấy nóng cả ruột gan nghĩ đến cái cảnh Tết nhà giàu mà thèm rõ rãi. Họ quăng tiền đi về dịp Tết, thi nhau tiền trăm bạc nghìn để xa phí vô ích, mà mình thì lo méo mặt mấy hào bạc gạo ngày mai không xong. Thỉnh thoảng, anh ta dòng tay quay cổ, xem có ai gọi ở đa, huyền âm xa không. Thì chỉ thấy đánh đẹp, lòe một cái ở giữa đường, làm cho anh ta giật mình đánh thót. Giật mình, rồi lại thở dài, ngán cho cái đời bấp bênh, lắm lúc muốn quẳng phăng cây xe đi làm nghề khác. Nhưng bỏ nghề này thì xoay ra nghề gì? Anh ấy đi lưỡng thưởng như thế, qua hàng trống, quạt ra phố nhà thờ, xuyên thẳng ra lối nhà thương phu. Doãn, thì bỗng đứng rừng, quay cổ lại nhìn. Xe, đây, bà Trần, bốp cẳng, anh ấy chạy vội lại phía có người gọi, hạ hai càng xuống. Bà về đâu? Một bà chạc độ ngót 30 tuổi, mình mặc sa tanh nâu, đầu quàng khăn bịt trắng, bỏ giọt xuống tận bụng, đứng ở đầu hè anh có đi giờ không? Bà đi mấy giờ? Một giờ, xin bà sáu hào, sao anh lấy đắt thế? Hai hào, thưa bà, xe ngày Tết vẫn thế, và lại bây giờ còn ai kéo nữa, mà bà giả rẻ thế. Còn kéo một chuyến, rồi cũng đi giả xe, về ăn Tết đây. Bà khách thấy anh xe nói ra ý không thiết kéo, nên quay lưng đi. Này, bà giả bao nhiêu? Hai hào là đắt rồi, ngày dương chỉ có hào rưỡi một giờ thôi. Thôi năm hào rưỡi, bà có đi, không thì thôi. Thôi, bà khách lại quay lưng đi, lần này thì đi thẳng. Anh xe vắt chân chéo kheo, chồng càng lên trời mà nhìn theo mãi một lúc. Anh đoán có lẽ người này cũng là khách kiết, nên mới trả rẻ quá như vậy. Thôi thì người già thì ta non, anh chạy theo và gọi, này, mời bà lên xe. Hai, khà xin bà hai hào rưỡi, bà khách vừa bước chân lên sàn xe, thấy anh xe vòi hai hào rưỡi, vội nhảy tọt ngay xuống đất, không hai hào thì thôi. Thôi, đây, mời bà lên, bà khách vạch cổ tay áo, xem đồng hồ, 9 giờ năm nhé, nhưng kể là 9 giờ đúng cũng được. Anh xe kéo giờ, nên cũng chỉ chạy, dưỡng lão, thôi, đít nhổm mạnh, mà bước ngắn. Vì thì giờ là tiền bạc, chậm phút nào là tiền phút ấy. Trước anh xe tưởng bà khách đi có việc gì, cho nên còn chạy sau thấy bà cứ trỏ vơ vẩn hết phố nọ sang phố kia mà chả đỗ ở phố nào cả thì mới đoán có lẽ là cánh ăn xương chi đây anh bèn đi bước một nhiều lúc muốn hỏi thực nếu có phải răng há thì mình giới thiệu cho một món sộp đáo để nhưng lỡ không phải thì họ mắng cho và không trả tiền thì khổ qua chợ đồng xuân vòng về hàng cót lại rẽ sang cửa đông bà khách bỗng hỏi anh có bằng lòng kéo tôi giờ nữa không vâng nhưng bà có cho cháu hai hào thì cháu kéo hầu bà giờ nữa. Được, à, anh có hào lẻ không, cho tôi vay mấy hào, chốc nữa tôi giả cả đồng cho tiền. Anh xe móc bao phục, lấy ra hai hào, đưa cho bà khách. Bà khách vào hiệu, mua gói thuốc lá, bao diêm, còn tiền mua cả hạt dưa để ca, n. Anh xe nhấp nhồm chạy rào cẳng vài bước, rồi lại tiến bước như trước. Một lúc, anh mới đánh bảo hỏi một câu rõ khôn, bà tìm ai? thưa bà. Tôi tìm người quen, người quen bà ở phố nào. Anh cứ kéo đi, anh xe lại cứ kéo như thế. Ra ga, vòng về đường sinh từ, quạt về hàng bông, hàng mảnh, hàng vải thâm, vân vân. Mãi mãi, mà người khách vẫn không tìm thấy ai quen. Thưa bà bây giờ mấy giờ rồi? 11 giờ kém năm, con kéo hết giờ này, xin bà cho tiền để con đi đón khách ở ga về. Anh có bằng lòng kéo tôi giờ nữa không? Thưa bà, con đón khách ở ga hay ở nhà chớp bóng thì một cuốc cũng được hai hào chỉ. Anh đã chắc có khách chưa? Hay là mật ít rồi nhiều, rồi dắt xe về không? Anh lại cố kéo tôi giờ nữa, đi thùng thình thế này mà được tiền, trả hơn chạy mửa mật ra ư. Anh xe nghe bùi tai, lại bằng lòng kéo. Hàng phố càng thấy thưa người bị các cửa đóng kín mít. Đi một lúc, qua ngõ chạm, vòng sang hàng điếu, rồi rẽ sang hàng bồ. Lúc ấy, bốn bên im lặng như tờ, chỉ thấy tiếng lách tách bà khách cắn hạt dưa thôi, thì bỗng một chàng pháo nổ, đi đẹp pháo giao thừa. Mấy giờ rồi, thưa bà, phải gió nhà nào bây giờ đã đốt pháo giao thừa, mới có 12 giờ kém 15, anh xe mới nghĩ, 15 phút nữa, mình sẽ có 6 hào. 6 hào với 2 hào là 8, thế nào ta cũng nài thêm bà ấy mở hàng cho một hào nữa là 9. 9 hào, mở hàng ngay từ lúc năm mới vừa đến. Thật là may, mới năm mới đã phát tài, thôi, sang năm tất là làm ăn bằng 13, huyền âm trăm năm nay. Rồi anh nghĩ đến vợ con anh, mà phấn chấn trong lòng, như có cái sức gì nó xúi dục anh quên khổ để vui lòng làm việc vậy. Sáng mai, kéo trên khách qua ga, xong rồi, ta đánh bắt phở tái, rồi mua cho con cái bánh ga tô cho nó mừng. Vợ ta nghe thấy trong túi ta có tiền, thì chắc hớn hở, thấy ta làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi cả nhà tất là thương ta lắm. Nhưng ta sẽ làm ra dáng không mệt nhọc, để vợ chồng con cây ăn Tết với nhau cho hề hà. Anh vừa nghĩ thế, vừa kéo về phía nhà thương phu. Doãn, tới chỗ khi nãy, anh dừng xe lại, nói, bây giờ có lẽ 12 giờ, xin bà cho cháu tiền. Bà khách có ý luống cuống, nói, chết, anh hỏi tiền tôi bây giờ à, anh chịu khó kéo tôi một giờ nữa đi, thôi khuya rồi, cháu phải về nhà, này, chả nói giấu gì anh, tôi cũng đi kiếm khách từ tối đến giờ. Có anh biết đấy, có gặp ai hỏi han gì đâu. Tôi định nếu có khách thì hỏi vay tiền trước để giả anh. Nhưng chẳng may gặp phải cái tối suối quẩy thế này, thì tôi biết làm thế nào. Thế cô đi xe tôi từ 9 giờ, cô không giả tiền tôi à? Bây giờ thì tôi biết làm thế nào? Tôi kéo cô lên cầm, lên cầm thì tôi cũng đành lên với anh, chứ tôi biết làm thế nào? Thế mà cũng vác mặt mặc cả xe giờ lại còn vay tiền người ta mà mua thuốc lá với hạt dưa. Nhà tôi ở ngay đầu ngõ hàng bún, khi nào anh đi qua, thì tôi giả tiền anh chứ gì. Chứ gì, một trăm ngõ hàng bún, ai biết ngõ nào mà tìm. Tôi không có tiền đâu, trả tin anh khám mà xem. Tôi không khám, cô giả tiền tôi cho tôi về. Đây, hay là phu la, áo, đồng hồ đây, anh muốn lấy thức gì thì lấy. Tôi lấy để làm ma mẹ tôi à? Thôi này, đừng cáu làm gì tôi bảo cảnh tôi cũng như cảnh anh cũng là đi kiếm khách cả nhỡ phải một tối thế này thì chịu vậy chứ biết làm thế nào thế sao cô không bảo thực tôi từ trước để tôi kéo cô qua các nhà xăm để hỏi cô còn sĩ diện mãi nào ai biết cơ sự nó ra thế này thôi này tôi nói thế này thì anh nghe nếu bây giờ anh bỏ tôi ở đây thì tôi không có tiền giả anh sự ấy đã đành rồi nhưng mà anh thiệt vậy anh cố kéo tôi nữa may tôi có khách thì tôi có tiền mà anh cũng không phải phàn nàn nữa tôi thật là nợ nần gì cô kiếp trước hay sao mà nay tôi khổ với cô như thế này đầu năm mà đã dấp rắc rối anh đừng nói thế ai muốn thế này làm gì bất đắc dĩ con ngựa người lại phải kéo con người ngựa vậy nhưng lần này thì thật là không buồn bước lên nữa chán quá rõ số đâu mà số ăn mày thế này anh xe vừa đi vừa thở dài khách cũng vừa đi vừa thở dài Càng đi, càng thấy phố vắng tanh, vắng ngắt, thỉnh thoảng mới gặp một người tùm hăm cái áo ba đờ suy, mà đi có ý vội vàng. Buồn thay, đàn muỗi vo vo bay, đuổi nhau xung quanh ngọn đèn. Lá cây sột soạt rụng, đuổi nhau ở trên đường nhựa. Anh xe dắt xe đi diễu qua các cửa nhà xăm để xin việc cho cô ả, à, nhưng lúc ấy đã 2 giờ sáng rồi cho nên ế. May sao, đến đầu phố hàng gai, thì gặp một người ăn mặc ra dáng ăn chơi đang tất tả cúi đầu đi. Cô ả à giữ mồi, đánh liều gọi lại, vờ vĩnh hỏi thăm đường. Nhưng khốn nạn, anh chàng này lắc đầu, và cứ rào cẳng bước đều. Tôi không biết, cô hỏi thăm anh xe này cũng được. Tôi còn vội đi mời doctor cho vợ tôi ốm đây. Hai cái thở dài thất vọng theo đuôi nhau, rồi không ai nói thêm một lời nào anh xe lại từ từ tiến bước. Cô làm thế này thì tôi chết mất. Thôi anh băng lòng vậy, ấy cũng may cho cô vớ vẩn mãi ở ngoài phố thế này mà gặp mật thám hoặc đội con gái thì khốn. Mật thám tôi cũng chả sợ, đội con gái tôi cũng chả cần, vì tôi có ba tăng. Đi một lúc lâu, chẳng gặp một ai cả, cô ả à bảo anh xe, này, anh độ xuống tôi bảo. Tôi nói thực với anh nhé, bây giờ đã về sáng rồi, chắc anh kéo tôi mãi cũng đến thế mà thôi. Tôi thì thực không có tiền giả anh đâu, tôi gán cho anh khăn, áo, đồng hồ mà anh không lấy thì tôi chả biết nghĩ thế nào cho phải cả. Thôi thì anh kéo tôi ra chỗ kín, vắng, anh muốn bắt tôi gì tôi xin chịu. Tôi bắt gì cô mà tôi bắt, cô ả à nắm lấy tay, vỗ vào vai anh xe, nhăn nhở cười, anh này thực thà quá, nghĩa là chỉ có anh với tôi thôi, thì người tôi đây, anh muốn làm gì tôi cũng bằng lòng. Ôi thôi, tôi lại cô, nhỡ cô đổ bệnh cho tôi thì tôi bỏ mẹ tôi, không sợ, tôi mới khám bệnh hôm qua, thôi. Tôi chắp tay tôi van cô, cô có thương tôi thì mời cô xuống xe cho tôi về, và xin cô tiền xe. Thế thì anh cứ kéo tôi về nhà tôi, xem có đồ đạc gì đáng giá, thì anh cứ việc lấy. Anh xe bụng bảo giả, thôi thì cầm bằng như mất tất cả buổi đêm nay là cùng. Nhưng ta chịu khó kéo nó về, may xem có cái gì thì ta lấy, còn hơn về không? Thật là đò nát đụng nhau, nhà cô ở đâu, trên hàng bún, anh xe vừa kéo vừa lẩm bẩm nói một mình, không có tiền, cũng leo lên xe mà ngồi, chỉ sĩ diện hảo thôi, lại còn tí tách hạt dưa, với phì phèo thuốc lá mà không biết ngượng. Cô ả đành chịu mặt dày cho anh xe mắng một ít câu cho bỏ hơn, cứ ngồi im như phóng. Lúc ấy, gió bắc thổi căm căm, buốt đến tận xương. Nhà hàng phố đã thấy có người dậy, nhưng họ dậy có phải để đi tìm gái đâu, đến cửa một nhà xăm, cô ả bảo anh hãy ghé vào đây một tí cho tôi hỏi vay tiền người này xem có được không. Anh xe hơi có hy vọng, đỗ lại để cho cô ả à vào. Rồi vì mệt lử, anh ngồi phịch xuống sân xe, tựa lưng vào thành, vừa chờ, vừa nghĩ vơ nghĩ vần. Một lúc lâu, một tràng pháo nổ vang trời, làm anh giật mình. Anh sực nghĩ đến cô ả, à, không biết cô ta vào đấy làm gì mà lâu thế. Hay có lẽ đã có món khách nào chăng, nhưng thế nào cũng phải trả tiền cho mình về đã chứ lại bắt mình chờ đến sáng hay sao? Anh gõ cửa gọi, người bồi xăm ra, ông ơi, tôi hỏi thăm ông, người con gái quấn khăn quảng trắng vào đây ban nãy, nằm ở buồng nào? Chả có buồng nào có khách cả, thế người con gái ấy đâu? Ra ngay từ bao giờ rồi, còn đâu mà hỏi, thôi chết tôi rồi, ra cửa nào, người bồi lấy ngón tay cái, hất ngang về phía cổng sau. Anh xe choáng người như nghe tiếng sét đánh, anh bàng hoàng như chợt tỉnh giấc chiêm bao. Người bồi xăm nói sẵn, đi cho người ta đóng cửa. Ai bảo anh xông nhà cho tôi, năm mới đừng bí beng. Ông ơi, người bồi rúi vai anh xe, đẩy ra, rồi đóng ập cửa lại. Anh xe nghiến răng, cau mặt, lùi thủi ra hè, cầm cái đệm quật mạnh vào hòm đánh thình một cái. Anh móc túi lấy bao diêm đốt vía, rồi khoeo bàn chân, co cái cảng lên, đưa tay ra đỡ, thủng thẳng dắt xe đi tiếng pháo chào xuân nối đuôi nhau đùng đùng toạch toạch. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa